ở đâu rồi? Còn lâu mới tìm thấy á. Chắc chắn em Cam trốn đằng sau cái tấm màu hồng này. Thích màu hồng mà các cậu ơi. Wow. Ô, không có em Cam ở đây. Chắc chắn ở đằng sau cái bụi kia các cậu ơi. Wow. Không thấy. Em Cam lại chui ở đâu mà lại kỹ thế nhỉ? Mai là chưa thấy lửa lên nhỉ? À, tớ bắt quả tang bạn Nhím nha. Đang ngồi đây chơi đập đá nha. Đá thì làm sao mà lại bắt quả tang? Không phải là làm cái gì phạm pháp đâu. Thế cậu đi đâu mà ra đây đấy? Tớ với cả em Cam đang đi chơi trốn tìm, nhưng đang tìm mãi không thấy em Cam đâu. Lại bắt gặp cậu đang ở đây. Cậu ngồi đây từ vùng nãy tới giờ, cậu có nhìn thấy em Cam chạy qua đây không? Hình như vừa đây tớ thấy em Cam lấp ở sau cái bụi cây kia. Em nhìn thấy rồi nè. Đó là chị Trang à. Em còn chơi đồ em ra đây. Chị Trang chơi rồi nhớ. Không tìm được em. Em Cam đợt này trình độ chơi trốn tìm nâng cao thật đấy. Tìm mãi mà không thấy ra gì cả. Này Thái Nhím, cậu ở đây làm gì thế? Có chơi cùng chúng tớ không? Tớ đang học cách sinh tồn. Đánh cái này để ra lửa này, xong rồi có thể đốt để nướng đồ ăn lên. Nhưng mà đánh từ nay đến giờ mà nó chả ra lửa cậu ơi. Ui giời ơi, cậu thích chơi trò sinh tồn chứ gì? Đúng rồi, sinh tồn hơi bị thú vị luôn. Ui ở đây làm gì có cái gì mà sinh tồn. Cậu thích chơi trò sinh tồn chứ gì? Đúng rồi. Tớ có một cái địa điểm này cực kỳ hay ho. Để cậu có thể chơi được cái trò chơi đấy. Để tớ gọi máy bay của tớ đến nha. Máy bay ơi, máy bay. Nói gì? Ui ôi, sinh tồn nguy hiểm lắm, em không theo được đâu. Tớ ở đây, lại đây đón tớ đi. Wow. Không được đâu, em về đi, đi trước đây. Đi vào đi, bơi vào đi. Cho tao với. Vào đây cậu ơi. Ui. Tại sao chúng mình lại rơi xuống đây hả Nhím ơi? Sao mình từ trên trời mình rơi xuống biển à? Mày quá vào đến bờ rồi. Ui cái trực thăng này nó thả không thả xuống đâu, nó thả mình giữa cái đảo hoang. Mày thả xuống dưới biển cậu ơi, may mà tao biết bơi đấy. Thì thế mới gọi là trò sinh tồn chứ cậu. Thả trên đảo hoang thế này, không có ai giúp đỡ, không có cái gì hết. Mình phải tự sinh tồn, tự kiếm đồ ăn, thức uống cậu ơi. Cái gì thế? Tớ tìm thấy, hình như có mấy cái con mà nó có cái xúc tu này là con, có phải là con bạch tuộc không? Không biết được, cậu thử lật cái tảng đá lên đi. Ui. Nhìn như con bạch tuộc ấy cậu nhỉ? Ôi nhưng không phải đâu, con bạch tuộc nó có nhiều xúc tu thế. Con này nó có những cái gai này. Ê, người nó ở bên trong kìa. Ui, nó trốn này. Cậu thử lôi nó ra xem nào. Ui không, con này tớ ghê lắm. Tớ trông mấy cái chân của nó như kiểu chân con rết. Con rắn này tớ không dám động vào đâu. Ui trời ơi. Wow, các bạn ơi nhìn này. Ui, nó có mấy đấy? Nó một, có mấy chân? 2, 3, 4, 5 cái chân này. Ui, cái chân này ra. Wow, ui, chân này con đang dơ lên đây này. À, xin chào á. À, cậu đi chào bác nè. Ui, nhìn này nó bò này. Wow. Wow. Trông như là con nhện không nhỉ? Nhưng mà con này tôi nghĩ nó không ăn được đâu cậu ơi, bởi vì nó rất nhiều gai đây này. Thật, trên ui, cái càng này của nó nhiều đấy, gai lắm. Cắn đấy. Nó ăn được quả nhanh chưa? Bạn này bạn bị lật người rồi Nhím ơi. Bạn này bò siêu nhỉ. Đấy, bạn này trốn ở tảng đá đấy. Bạn này nhìn thế này thôi nhưng mà không ăn được đâu Nhím ơi, bởi vì ở chân với tay của bạn ấy rất nhiều gai quá. Ăn vào rất có thể các cái gai sẽ cắm vào người mình ý. Ô Trang ơi, tớ tìm được cái con gì này, trông như run đi. Ôi. Ôi Trang ơi, nó có cái gì vào mặt tớ ấy, hình như là nó đổ nước bọt vào mặt tớ. Kéo ơi, nó đổ ghê quá. Bạn Nhím, sao bạn bắt phải cái con gì mà nó phun đầy nước vào mặt bạn ta? Ôi dồi ôi, kinh quá cậu ơi. Cậu lau mặt đi.
Tớ biết con này là con gì rồi. Con này là con gì? Con này á, nó gọi là con ỉa biển đấy. Em, con ỉa? Ui, con ỉa mà nó to thế này thì nó hút máu kinh lắm. Không, cái con ỉa biển này thì nó lại không hút máu được đâu. Mà cái con này á, nó còn ăn được cơ cậu ơi. Con này á, ngoài cái tên gọi là ỉa biển ra thì nó còn có tên gọi là hải sóc. Trang ơi, bây giờ nhìn kìa. Trời sắp tối rồi các cậu ơi. Ở biển là sẽ có rất nhiều cá, bây giờ mình sẽ tìm cá để ăn cậu ạ. Tìm cá nhưng mà tay không như này thì làm sao mà bắt được cá anh ơi. À, mình sẽ... À, bây giờ. Cái này có được không nhỉ? Wow, được được cậu ơi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái này mình ra mình bắt cá, đi thôi. Bây giờ chúng mình sẽ chia làm hai hướng nhá. Cậu bắt hướng này, còn tớ sẽ bắt hướng kia nhá. Để xem á, xem bên nào có nhiều cá hơn nhá. Nhím ơi, cậu đã phát hiện gì bên dưới đấy chưa? Tớ đang tìm. Có cá không? Nhưng mà vẫn chưa thấy gì cậu ơi. Có hàu không? A few moments later. Cậu bắt được con gì chưa Nhím ơi? Cái gì thế? Không được con nào cậu ơi. Cá nó bơi nhanh lắm. Nếu không bắt được, tớ không khỏi đến đó. Cậu có bắt được con nào không? Tớ bắt được mũi, một con ốc với cả hai cái vỏ của nó cậu ơi. Ui, hai cái vỏ sò với một con ốc bé tí thế này á. Đúng rồi. Ốc này thì làm sao mà ăn được. Ui, thế này thì làm sao mà sống được trên này cậu ơi. Chết đói à. Ui, Trang ơi, có con gì nó vừa chạy này. Con gì vậy? Con gì đây? Wow, nó như con nhện đấy cậu ơi. Ui, nó chạy mất rồi. Đây, tớ bắt được nó rồi. Ui, thử mang lên xem là con gì. Ui, ui. À, con cua biển cậu ơi. Nani? Ui, phải không? Con này nó hay cắp lắm cậu ơi. Wow. Con này to thật đấy. Nhưng con này không ăn được đâu cậu ơi. Bây giờ mình ở dưới đây không có đồ ăn nước uống thì mình phải tìm cái gì để ăn chứ. Tớ nghĩ là bắt mấy con này nhiều nhiều xong mình nướng không ăn được được đấy. Nhưng mà cậu ơi, cái con này trông nó lắm lông lắm như này. Nó là cua mà sao chân nó đầy lông như này. Liệu ăn vào có độc không? Cái mồm nó còn đang sủi ra bóc bóng kìa. Thôi, cậu thả cái con cua con này đi. Tí nữa khi nào tìm được con cua to như bàn tay này thì mình lấy mình ăn sau cũng được. Thả nó đi cậu ạ. Ôi, tớ phát hiện ra có một tảng đá. Nó có râu cậu ơi. Xong rồi nó cứ cử động ấy. Nó cứ lắc lư bên phải, lắc lư bên trái này. Làm gì có đá nào mà lại có râu. Đây à? Đúng rồi. À, không phải là dâu đâu cậu ơi, nhìn này, bên trong nó còn có cả chân cơ. Đây là con ốc mượn hồn đấy. Nó chui vào trong, đây là cái vỏ ốc của nó này. Cậu nhìn thấy nó có cái càng chưa? Tớ nhìn thấy rồi. Đấy. Ôi, nó thụt vào rồi. Cậu đưa tớ xem nào. Đây, tớ để ở đây nhá, là nó sẽ thò ra cho tớ xem. Đấy, đấy, các cậu nhìn thấy không? Cái con này càng nó to thật đấy Nhím ạ. Cậu nhìn kìa. Nó đang chui ra kìa cậu ơi. Cái càng của nó phải to bằng cái người của nó luôn. Ấy. À, ôi. Nhìn các cái chân như là chân con nhện ấy cậu ạ. Wow. Ôi, nó lật lại rồi kìa. Ngã rồi. Nó lại thò ra nó bò tiếp này cậu ơi. Đấy. Cái con này là con ốc mượn hồn đấy. Nhím ơi, cậu đã bắt được nhiều chưa? Đây là thành quả của tớ đây này. Tớ bắt được rất nhiều cua và ốc mượn hồn rồi cậu ơi. À, các cậu có biết cái con ốc mượn hồn ấy khi mà nó chui ra khỏi cái vỏ ốc thì người nó sẽ như thế nào có biết không? Đây này, tớ cho các cậu xem đây này. Đây, đây chính là hình ảnh của bạn ốc mượn hồn nhá. Khi mà chưa chui vào cái vỏ ốc nào thì người bạn sẽ như thế này này. Đấy, phần dưới này của bạn sẽ rất là mềm. Đấy, còn khi mà chui vào được cái vỏ ốc rồi thì bạn sẽ như này, biến thành một con ốc mượn hồn như này nhá. Hay chưa? Tớ phát hiện ra ở đây có mấy cái viên đá màu nâu nâu đẹp lắm cậu ơi. Đâu? Đây này, nhìn đây này. Đây này, viên đá này đẹp không cậu ơi? Ơ, nó bò được này. Nó có càng kìa. Wow, đây không phải là một viên đá mà là một cái con cua cậu ơi. Ơ, đây viên này. Đây, có viên này. À, đúng thật, đúng, nó bò này. Con này nó ngụy trang giỏi nhỉ cậu nhỉ? Trông nó như màu của một viên đá luôn. Đúng cậu rồi ơi. Các bạn nhìn này, màu con cua này với cả màu đá này trông có giống nhau không? Như thế này thì mình sẽ không phát hiện ra đây là con cua. Wow, con này chân nó ngắn chưa? Không, càng lại rất dài nhá. Càng lại còn màu đen nhá các cậu ơi. Đấy. Đi đi cậu ơi. Đấy, nó chạy rồi kìa. Quả này là quả gì ấy nhỉ? Quả này là quả gì ấy? Nó thành từng chùm này. Trông lạ chưa? Trông như là quả mây ấy nhưng mà nó cứ xoắn lại với nhau này. Nhưng mà nhìn cái cây này lạ lắm, đừng ăn cậu ạ. Ăn có khi này ngã lăn ra ngất xỉu ấy. À, tớ nhìn thấy rồi. Tớ phát hiện ra có một quả mà chúng mình ăn được đấy.
Nani? Nó như là quả thanh long ấy. Ui, xương rồng nhiều gai lắm đấy, cậu cẩn thận. Đấy, cái quả này chín rồi này, quả này chúng mình sẽ có thể ăn được này. Quả này ăn được à? Ăn được cậu ạ. Đây, để trông như quả thanh long nhưng mà nó nhỏ nhỏ nhỉ. Đúng rồi. Cẩn thận đấy nha, không là gai nó đâm vào tay đấy nhá. Đấy. Đây này. Đấy. Hai quả rồi nhá. Nhiều lắm, ở đây tớ nhìn thấy nhiều lắm. Ôi nhưng ăn mãi cái quả đấy tổ chán lắm Trang ơi. Tớ muốn ăn thứ khác cơ. Tớ chả muốn chơi trò này nữa đâu. Ô, là Trang ơi. Cái gì thế? Tớ nhìn thấy có cái gì ở kia kìa. Hình như là một cái thuyền cậu ơi. Để tớ ra tớ lấy vào, xong hai đứa mình đi vào bờ nhá. Ôi nhưng mà cái này sử dụng thế nào nhỉ, nó không đi cậu ơi. Tớ chưa biết dùng. Thế nào nó chả có nút bấm, nút bấm đi. À, à, đây rồi. Nó khởi động rồi này cậu ơi. Đấy, đấy. À, à, tớ đi được rồi đây. Trang ơi, mình kiếm được cái này rồi. Cái này có thể giúp hai đứa mình đi vào bờ thôi. Đi rồi, cái này rồi. Đám chắc mà nha, cái này nó nhanh lắm. Được phóng nhanh lắm đấy nha.